Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ồn ùn kéo tới, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, số phận và tương lai của con người qua mỗi năm luôn là một ẩn số thách thức các chuyên gia tử vi tâm linh. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ chỉ rõ cho quý vị biết được bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong năm, để từ đó có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất giúp cho con đường tài lộc và công danh sự nghiệp của mình được phất lên như diều gặp gió. Phần luận giải tử vi tuổi Ất Hợi trong năm 2022 Nhâm Dần được thực hiện bởi thầy Gia Cát, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về độ chính xác và chi tiết. Trong phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn những bước đi đúng đắn nhất trong năm 2022, đồng thời cũng sẽ chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi chính xác và đầy đủ nhất, giúp cho quý vị có thể thâu thu tài lộc may mắn trong cuộc sống. Không để quý vị phải chờ đợi thêm nữa, ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2022 Nam Mạng, để gió cuốn đi sầu muộn. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2022 Nam Mạng cho biết vận trình tài lộc trong năm Dần của những người cầm tinh con heo có nhiều thăng trầm nhất định trong tất cả con giáp. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2022 Nam Mạng. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2022 Nam Mạng cho biết vận trình tài lộc trong năm Dần của những người cầm tinh con heo có nhiều thăng trầm nhất định trong tất cả con giáp. Bởi vì năm Dần không chỉ là năm thất sát đối với những người tuổi Hợi mà còn là năm tổn hại tài khí. Ngoài ra, số lượng cát tinh bằng hung tinh trong năm nay nên vận thế của người tuổi Ất Hợi tất nhiên sẽ không bình thường. Đường tài lộc dù ở phương diện nào cũng có nhiều biến động, hung họa tăng dần, không thể đoán trước. Bởi vậy, năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Ất Hợi 1995 không chỉ là năm đầy cơ hội mà còn là một năm đầy thách thức. Mấu chốt phụ thuộc vào cách mà bản mệnh nắm bắt được cơ hội. Để tăng cường thêm may mắn, gia chủ tuổi Ất Hợi cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu để hóa giải vận hạn thái tuế của năm. Đặc biệt là với người tuổi Ất Hợi, năm nay lại được nhị hợp với thái tuế thì càng phải có bên mình. Kim bài thái tuế gồm có hai mặt. Mặt trước in hình thái tuế của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau có phù thái tuế của năm 2022, mang theo kim bài bên mình sẽ hóa giải được hạn thái tuế, đồng thời tăng cường may mắn tài lộc của năm. Sự nghiệp của người tuổi Ất Hợi 1995 phát triển có nhiều xáo trộn. Với sự trợ giúp của thần tài, nhiều người cầm tinh con lợn đã gặp được quý nhân và có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm nay. Phúc đức và quý thần có thể mang lại cho người tuổi Hợi 1995 vận may mạnh mẽ. Vì vậy, nếu con giáp này có thể nắm lấy nó tốt, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội bay lên bầu trời trong năm Dần. Tuy nhiên, những người tuổi Hợi đã 27 tuổi không thể vui quá sớm. Dù sao thì năm Dần cũng là năm mà bạn phạm tài sát và sự xâm hại của quyền thiệt khiến cho những người tuổi Ất Hợi dễ gặp rắc rối với những kẻ tiểu nhân. Những người này bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm việc một cách vô ích. Những người tuổi Hợi cũng nên chú ý tránh ảnh hưởng của hung tinh trong năm nay, đồng thời tránh quá công khai ở nơi làm việc, hành sự cẩn trọng. Về phương diện công việc sự nghiệp thì năm nay bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi. Trong năm gặp vận niên này, bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Tài lộc của những người tuổi Hợi năm Dần có nhiều biến động. Với sự giúp đỡ của các phúc tinh, nên những người này chắc chắn sẽ thu được rất nhiều của cải trên mọi phương tiện. Tuy nhiên, dù có đổ vào tài khoản bao nhiêu,
cũng không thể chịu được sự phung phí, vô độ, đặc biệt là dưới sự can thiệp của hung tinh thất sát gây cho bản mệnh khó khăn trong việc giữ tiền bạc và tiết kiệm. Những quý ông sinh năm 1995 thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bài bạc, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Vì vậy, đối với người tuổi Ất Hợi 1995, tài lộc của bạn trong năm nay tương đối biến động, muốn giữ được của cải thì phải siêng năng và tiết kiệm. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng có lời khuyên cho gia chủ tuổi Ất Hợi 1995 cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp tăng cường vận khí, tài vận và sự nghiệp, đồng thời hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, giúp cho con đường tài lộc và sự nghiệp phát triển bền vững. Tình cảm, nói một cách tương đối, vận may tình cảm của người tuổi Hợi năm 1995 tương đối suôn sẻ. Nhờ có tác động tích cực của thần tài, nhiều con giáp sinh năm 1995 có thể tìm được người bạn đời phù hợp cho mình trong năm nay. Trong năm Dần, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi có đôi, có cặp, có nửa kia khá ổn định. Về cơ bản thì tình cảm của người tuổi Ất Hợi sẽ không bị sao hung tinh quấy phá. Không chỉ vậy, đối với những người còn đang yêu, năm Nhâm Dần 2022 cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn phát triển tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ lắng xuống trong năm nay và bạn sẽ chung tay bước vào cuộc sống hôn nhân cùng với nhau. Sức khỏe, tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nam mạng cho hay, điều đáng lo ngại nhất của những người tuổi Hợi 1995 chính là sức khỏe của bạn. Vì năm Dần là sự kết hợp giữa Thái Tuế và Phạm nên có hại cho những người cầm tinh con lợn, cộng với ảnh hưởng của các sao hung tinh nên người tuổi Hợi tuyệt đối cần quan tâm nhiều đến phương diện sức khỏe. Đặc biệt là dưới sự tấn công của các sao hung tinh Giảo Sát và Phi Ma, những chú lợn 27 tuổi không chỉ phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất mà bản mệnh không được thả lỏng cảnh giác về mặt an toàn cá nhân. Trong năm nay, người tuổi Ất Hợi phải lập kế hoạch toàn diện để chống lại những tổn hại về sức khỏe của bạn do tai nạn và các sao xấu gây ra. Để hóa giải, gia chủ cần phải sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Đây chính là pháp khí phong thủy giúp gia chủ tăng cường sức khỏe, hòa hợp nhân duyên, gia đạo, đồng thời vật phẩm cũng có tác dụng hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và chiêu mời quý thần tương trợ, giúp cho mọi việc được hanh thông may mắn, tài lộc, sức khỏe dồi dào. Hung cát, tử vi tuổi Ất Hợi 1995, năm 2022 nam mạng cho biết, năm nay vận mạng vừa lục hợp vừa tương hại và cung mạng xuất hiện nhiều hung tinh hỗn loạn, đặc biệt là quyển thiệt sẽ thu hút nhiều tiểu nhân quấy nhiễu cuộc sống của những người tuổi Hợi. Đồng thời, sự xâm nhập của Giảo Sát và Phi Ma cũng sẽ cản trở đường tài lộc của những người tuổi Ất Hợi. Vì vậy, những người tuổi Ất Hợi nên chú ý nhiều hơn đến khía cạnh này. Tuy nhiên, có một mặt tương đối suôn sẻ trong những năm phù du, ví dụ như hợp Thái Tuế và sự chiếu mệnh của các sao may mắn, quý thần, phúc đức và phúc tinh cũng sẽ mang lại may mắn cho con giáp này. Vì vậy, năm nay sẽ có những thăng trầm đối với người tuổi Hợi sinh năm 1995. Điều này quan trọng là bạn phải xem lại cách bạn nắm bắt và cân đo chúng như thế nào. Tử vi từng tháng, tử vi tuổi Ất Hợi năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, với sự trợ giúp của lục hợp với Thái Tuế, vận trình của người tuổi Ất Hợi trong tháng đầu năm 2022 không tệ. Về cơ bản thì vận may sẽ nhiều hơn vận đen. Đặc biệt, tháng này đang trong giai đoạn sôi động của Tết Nguyên đán, được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực. Nhiều người tuổi Hợi sinh năm 1995 có thể nhận được một số bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống trong tháng đầu tiên của năm. Nhưng dù sao, người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 cũng không thể thả lỏng cảnh giác quá mức. Năm 2022 cũng là lúc bản mệnh phạm Thái Tuế. Vì vậy, để tránh bị ảnh hưởng và tác động đến tài lộc của mình, tuổi Hợi cũng nên hành động tiết chế và làm tốt việc tránh tai họa trong tháng này. Tháng 2,
người tuổi Hợi sinh năm 1995 độc thân và có vận trình tình cảm vô cùng hanh thông trong tháng này. Những người này sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn khác giới có chung sở thích thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Tại thời điểm này, nếu những người tuổi Ất Hợi nắm bắt được cơ hội thì bạn sẽ có cơ hội thoát được kiếp FA. Tháng 3. Tháng 3 của những người tuổi Ất Hợi 1995 được thần tài trợ giúp, được quý nhân hoặc bậc cao niên ở nơi làm việc giúp đỡ. Nhờ đó vận may sự nghiệp cũng có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt là đối với những người cầm tinh con lợn, làm nghề bán hàng, bản mệnh có tỷ lệ đơn hàng khá cao trong tháng này. Do vậy cuối tháng có cơ hội phát tài, phát lộc. Tháng 4 âm lịch chịu ảnh hưởng của tiết thanh minh nên một số người tuổi Hợi có thể trạng và tâm trạng khá thấp trong tháng này. Đồng thời, do hung tinh hãm hại nên nhiều con giáp này luôn dễ gặp xui xẻo trong tháng 4. Vì vậy, khuyên những người tuổi Ất Hợi nên nâng cao nhiệt tình, đừng để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân, nếu không sẽ chỉ tăng thêm tác dụng hãm hại cho thất sát mà thôi. Tháng 5, vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi 27 tuổi trong tháng này khá mỹ mãn. Với sự phù hộ của ngôi sao may mắn Phúc Đức, một số người tuổi Ất Hợi tham gia đầu tư tài chính đã thu được nhiều lợi nhuận trong tháng này và con giáp này có thể thu được lợi nhuận tương đối cao trong việc quản lý tài chính. Nhưng dù tài vận vượng phát nhưng cũng đừng quên dành dụm cho bản thân, bản mệnh đừng tiêu xài quá hoang phí, nếu không tài sản của bạn cũng có thể sa sút. Tháng 6, những người sinh năm 1995 lạc quan về vận may sự nghiệp của họ trong tháng này. Dưới sự chăm sóc của Phúc Tinh, người tuổi Ất Hợi tự do có vận trình sự nghiệp tương đối lý tưởng trong tháng 6 này. Bạn cũng sẽ có cơ hội đạt được những bước đột phá và tiến độ mới trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là tháng này, người tuổi Hợi có tài lộc, hanh thông, nhưng trong cuộc sống cũng phải cẩn thận. Người tuổi Ất Hợi đề phòng sự đố kỵ, phá hoại của kẻ xấu, nhất là những lời vu khống ác ý từ đồng nghiệp. Bạn nên đề phòng và cảnh giác hơn về những mặt này. Tháng 7, tài lộc của người tuổi Hợi 27 tuổi có chút xấu đi trong tháng này, tác động của thất sát và sao hung tinh rảo sát, nên những người tuổi Hợi thường dễ bị ốm đau, thương tật trong tháng này. Đặc biệt, tháng này là thời điểm tương đối nóng ẩm. Việc người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 ăn quá nhiều thức ăn sống và lạnh vì sợ nóng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Do đó, bản mệnh nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe và sự an toàn cá nhân của mình trong tháng này để đề phòng, bảo vệ bản thân. Tháng 8, những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có thể sẽ không có mối quan hệ tốt trong tháng này. Dưới ảnh hưởng của sao Thái Âm và Quyền Thiệt, người tuổi Hợi sẽ trở nên bốc đồng và cáu gắt hơn trong thời gian này. Bạn thường xuyên cãi vã, xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vặt vãnh. Đồng thời, những kẻ tiểu nhân hãm hại cũng sẽ gây tổn hại đến các mối quan hệ của người tuổi Hợi. Vì vậy, bản mệnh nên điều chỉnh trạng thái và tính khí trong tháng này và không nên quá xúc động. Đồng thời, những người này cần phải chuẩn bị tinh thần để tránh kẻ gian. Tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Hợi có thể sa sút nghiêm trọng. Một phần lớn nguyên nhân là do người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 tương đối bất cẩn trong việc quản lý tài chính. Trong tháng này, do thị trường tài chính ảm đạm cộng với tác động bất lợi của tài tinh nên tài vận của người tuổi Hợi chắc chắn sẽ bị suy yếu dẫn đến phá sản. Vì vậy, người tuổi Hợi nên ít đụng hàng nhất có thể xảy ra trong tháng này để tránh gây ra quá nhiều tổn thất không đáng có. Tháng 10, tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nam mạng cho biết vận trình tài lộc của những người này khá tốt trong tháng 10 âm lịch. Nhờ ảnh hưởng của thần tài, người tuổi Hợi tháng này rất hòa thuận với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là với bố mẹ, bản mệnh có thể thường xuyên ngồi tâm sự với nhau những muộn phiền, những áp lực trong cuộc sống. Thực tế điều này cũng giúp ích rất nhiều cho các bạn trong công việc tăng cường trao đổi tình cảm với tất cả mọi người. Tháng 11. Tính đến tháng 11 âm lịch, trạng thái tinh thần của những người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 có thể không được lý tưởng. Các bạn bị hung tinh chiếu mệnh, một số người tuổi Hợi có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc sa sút tinh thần trong tháng này. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Tuổi Hợi dễ gặp vận đen vì thiếu tập trung.
Vì vậy, những người tuổi Hợi nên điều chỉnh trạng thái trong tháng này, đừng để những cảm xúc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bình thường của bạn trong đời sống. Tháng 12, càng về cuối năm, người tuổi Ất Hợi 1995 chắc chắn sẽ trở nên bận rộn hơn, đặc biệt là về sự nghiệp. Tháng này khối lượng công việc của bạn gia tăng lên gấp bội. Vì vậy, người tuổi cần tinh con lợn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn khi giải quyết những việc nhỏ nhặt trong công việc, làm ăn, không nên làm việc quá sức. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì mỗi vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta cũng phải luôn vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bình tâm và bước tiếp. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới và từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.